Con gì đây? Con xô gì ra? Con xô gì ra? Cả ra mà con máy. Đi dọn dẹp cái Máy. rồi. Kêu 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 đi, kêu đi mà con kêu kêu. Con này con chú máy. Sạch sẽ chúng ta sẽ ớp và chúng ta sẽ nấu nước lẩu, có nước dừa nữa ha, nước dừa dường và gạo ha. Chúng ta sẽ bỏ cá kèo vô ha. Thì mọi người thì có thể là để thêm xương cho nó có nước ngọt ha. Đây là có một loại lẩu cá kèo vùng quê, không phải là cá kèo vào huyện Hạnh Quan nổi tiếng ở Sài Gòn nhưng mà rất là ngon. Rồi rồi sau khi cá kèo chín thì chúng ta sẽ gắp vô chén và chúng ta chan thêm nước. Ăn rau nhiều thì mình gắp thêm rau ha. Bây giờ mình ăn bún với nước lèo trước, mình ít ăn rau. Ngon. Cá kèo là phải gắp lên và chấm với nước mắm thì mới ngon. Cái đầu béo ngon.